Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một bộ truyện của tác giả Miên Lam. Bộ truyện được mang tên Bão Ngược Gió. Khôi dự định làm bộ truyện này trong vòng 10 tập. Và trước khi bắt đầu tập 1, Khôi xin giới thiệu đôi nét qua bộ truyện này. Đây là bộ truyện mà nhân vật chính là Vĩ, tức là Joe đó, người mang hai dòng máu Việt Nam Hà Lan. Thì cái anh Vĩ này nè, trong cái bộ truyện này thì anh Vĩ này là thời điểm mà chưa có xảy ra cái câu chuyện của Tiếng Đất Trong Đêm, tức là Vĩ chưa gặp Mai, con ma xó. Trong bộ truyện này có hai nhân vật. Nhân vật một là nhân vật Vĩ và nhân vật hai là nhân vật chàng luật sư Tường. Thì hai nhân vật này đều có xuất hiện ở trong bộ truyện Tiếng Đất Trong Đêm. Tường là luật sư đã biện hộ cho Mai trong sự việc của Mai và Sinh ở trong Tiếng Đất Trong Đêm. Thì trước khi mà gặp Mai, nhân vật Tường và nhân vật Vĩ có một câu chuyện của hai người họ với lại một cô gái. Và bộ truyện này đã nói đến cái điều đó. Thành thử ra là rất mong quý cô chú anh chị để tránh bị nhầm lẫn nghe. Có nghĩa là đây là thời điểm xảy ra trước khi mà nhân vật Vĩ gặp nhân vật Mai, con ma xó của Tiếng Đất Trong Đêm. Ngoài ra thì Khôi cũng sẽ để hai đường link danh sách phát của hai bộ truyện mà Khôi đã phát của tác giả Miên Lam, gồm có Tiếng Đất Trong Đêm và Cánh Chim Nhỏ Trong Mưa, ở cái phần mô tả phía bên dưới. Quý cô chú anh chị mà chưa có nghe hai bộ truyện đó thì chúng ta có thể nghe lại. Và bây giờ Khôi xin bắt đầu tập 1. Những cơn gió xoáy vào mặt đất, hất tung đám lá cùng giấy bụi mịt mù lên không trung. Rồi trong khoảng trống hoang hoải của những cơn lốc, bắt đầu xuất hiện những giọt mưa lác đác. Tiếp đến là những giọt nặng hơn, trút xuống trần gian như muốn gột sạch mọi bụi bẩn của cuộc đời. Người chạy loạn muốn thoát khỏi mưa, người khác trốn vào mái hiên để quá tạm quãng mưa gió trên đường. Ở bệnh viện, mưa hay không mưa vẫn là không khí đó. Không khí của mùi thuốc sát trùng, của đủ loại thuốc thang hợp lại. Có chăng, cơn mưa khiến những mùi vị của bệnh tật hòa loãng hơn trong không khí. Từng người đi qua đi lại dưới mái hiên bệnh viện, có người vẫn đi giữa cơn mưa. Bình thản hay chịu đựng, chẳng ai hay biết. Duy chỉ có gương mặt ai nấy đều có một điểm chung. Điểm chung với cô gái ngồi ở ghế xanh bây giờ. Lo âu, căng thẳng và buồn bã. Cô nắm bàn tay gầy của mẹ, cố gắng bình tĩnh. Mẹ đừng lo, bố sẽ tỉnh lại ngay. Bệnh viện này nhiều bác sĩ giỏi lắm, bố tỉnh lại nhanh thôi. Chắc chắn bố không phải là người như vậy đâu. Dù ai có nói gì đi nữa, con vẫn tin bố. Bà Hiền nhìn gương mặt cứng rắn của con gái, cầm khăn tay chấm nước mắt. Chỉ qua một đêm, họ mất trắng. Chồng trở thành tội phạm thương mại, nhà cửa đều bị tịch thu. Từ một phụ nữ giàu sang không còn nơi trú ngụ, chồng bà đột quỵ cấp cứu, tỉnh lại, nguy cơ án tù là rất cao. Bà không biết phải trả lời con gái như thế nào. Sự việc dở lỡ như ngày hôm nay cũng là do bà, người phụ nữ ở nhà làm nội trợ và sự cách biệt lớn đối với xã hội. Ông Long là một doanh nhân có tiếng trong giới thương trường, làm sao có thể đem bà sánh ngang bằng với ông? Chính vì sự chênh lệch đó mà khi chồng ông bướm bên ngoài, bà đành ngậm đắng nuốt cay mà nhẫn nhịn. Công việc không có, thân cô thế cô, bà không thể làm to chuyện được. Bà sợ con cái không còn mái nhà trọn vẹn nếu vợ chồng dở lỡ. Bà chỉ còn biết ôm nỗi khổ trong lòng, đẩy hàng đi du học, để con gái không biết chuyện của bà. Ông Long vẫn chiều chuộng và yêu thương con bé hết mực, nên chuyện bố mẹ không hạnh phúc, con cũng không hề hay biết. Cửa phòng cấp cứu mở ra, hai mẹ con vội vàng đứng dậy. Vị bác sĩ nhìn người nhà của bệnh nhân, thở dài nặng nề như hơi thở cuối cùng của người nằm trong kia. Ông cầm cuốn sổ ghi chép, bàng quan nói: "Ai là người nhà của bệnh nhân Đồng Tiến Long vào gặp ông ấy lần cuối?"
Hai mẹ con ngơ ngác nhìn bác sĩ, chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì bác sĩ đã đi khỏi rồi. Hằng dội vàng mở tung cánh cửa phòng cấp cứu chạy vào. Ông Long nằm trên giường bệnh, da trắng bệch như màu ra trải giường của bệnh viện. Mắt ông nhắm hờ, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng sức cùng lực kiệt. Ông cố gắng mở đôi mắt đã nhòe lệ, nhìn con gái. Bố à, bố đừng làm con sợ. Bố phải về với mẹ con á, con sẽ kiện lại người ta. Nhà mình á, rồi sẽ như xưa thôi bố à. Ông Long lắc đầu, run rẩy cố gắng đưa bàn tay gầy gò lên, lau nước mắt cho con gái. Môi khô bạc phết, mấp máy từ xin lỗi, không ra lời. Rồi ông từ từ nhắm mắt lại. Hằng đổ gục xuống bên giường bệnh, ôm chặt bố mà khóc. Hai năm đi du học, ngày nào bố cũng nhắn tin hỏi han đều đặn. Có bất cứ chuyện gì, bố con cũng tâm sự với nhau. Cảm giác cô đơn, lạc lõng, hoang mang và thất vọng nhanh chóng ập đến. Bà Hiền bên cạnh cứng rắn hơn con gái. Bà lặng lẽ ôm con, nước mắt cũng chảy dài ra. Mai này ông không còn á, cuộc sống của hai con... Bà không tưởng tượng được nữa. Trong phòng cấp cứu, máy móc hỗ trợ sự sống cũng không còn kêu nữa. Tiếng khóc của hai mẹ con không làm cho không gian sống động, mà càng thê lương hơn. Trong nghĩa trang vắng lặng, ba mẹ con lặng lẽ dọn dẹp khu mộ nhỏ. Người đến viếng thưa thớt, Hằng lạnh đến phát run, ngồi trước mộ cha mà vẫn không thể nào tin nổi vào sự thật. Bố cô đã từng là người quyền thế, là người cô ngưỡng mộ hết mực. Bây giờ, tại sao lại xảy ra nhiều bí mật ngang trái thế này? Sự thật tàn nhẫn hơn là mình có thêm em trai cùng cha khác mẹ, chỉ kém vài tuổi. Mẹ, chuyện này tại sao mẹ không nói với con? Hằng, mẹ xin lỗi. Mẹ không muốn con bận tâm, chuyện này cũng được vài năm rồi. Trước khi con đi học, vậy nên mẹ mới cho con đi du học, phải không? Con đừng suy nghĩ nhiều. Tình cảm có đôi khi không thể ép buộc được đâu. Mẹ không trách bố. Vì lúc lấy nhau, bố cũng không có tình cảm với mẹ. Mẹ đã sai khi đồng ý gả vào gia đình giàu có. Hằng thương mẹ cô, muốn trách bố, nhưng người đã khuất làm sao để oán hận được đây. Lúc sống, bố khiến mẹ khổ tâm, nhưng vẫn còn kinh tế bù đắp. Giờ bố đã đi rồi, mẹ cô coi như mất tất cả. Mẹ cô là người hiền lành và hy sinh nhất thế gian này. Vậy mà... Vợ chồng bạn thân của cô, Nhiên và Tú đi lại đỡ mẹ Hằng lên xe. Nhiên thở dài, ôm lấy vai bạn. Bây giờ cả nhà về chung cư nhà mình đi. Ngày mai vợ chồng mình... lại về Sài Gòn rồi. Thói đời là vậy, khi còn giàu sang phú quý, người đến kẻ đi xôm xuê nịnh nọt, bây giờ mất hết chẳng còn ai. May mắn cô có người bạn thân tốt bụng. Hằng nhìn theo Nhiên, cố nặn ra một nụ cười. Hằng rất ngại, nhưng nhà đã niêm phong, thẻ ngân hàng cũng đã bị khóa, không biết phải làm sao. Nhiên à, mình cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình ở nhờ cậu vài hôm trong lúc tìm nhà. Chuyện đó tính sau, về nhà trước đã. Mấy hôm nay á, mẹ con cậu mệt rồi. Ăn uống xong xuôi, mẹ đã vào phòng nghỉ ngơi. Hằng đi ra ban công, nhìn xuống những ánh đèn lấp lánh bên dưới. Trong đầu cô bộn bề lo nghĩ, bao nhiêu suy tính ngày mai sẽ như thế nào. Sau cái chết của ba, có lẽ đây là lần thứ hai cô cảm thấy mình bất lực đến thế. Cô đứng trong bóng tối cô độc, cả khoảng không gian xung quanh bức bối đến nghẹt thở. Những ngày tháng khó khăn chỉ mới bắt đầu. Chị,
em sẽ nghỉ học để tìm việc làm. Cô giật mình quay lại, thấy em trai đã đứng đằng sau lưng. Sao không ngủ lại ra đây làm gì? Em không ngủ được. Em nghĩ kỹ rồi. Em nghỉ học đi làm, chị tiếp tục sang bên kia làm thêm rồi học. Chứ chỉ còn có 2 năm, làm sao bỏ dở được. Thằng bé ngốc này, em cũng chỉ còn 2 năm nữa là tốt nghiệp. Phải thực hiện ước mơ làm bác sĩ chứ. Chị không sang nữa, ba mẹ con mình sống với nhau ở Hà Nội cũng được. Chị à, bây giờ nhà đã không còn, tài sản cũng không. Một năm gần 1 tỷ tiền học phí, đào đâu ra để em học tiếp được. Em đừng lo, chị sẽ có cách mà. Hằng an ủi em vậy, nhưng trong lòng canh cánh một nỗi lo. Em cô đang theo học một ngôi trường quốc tế bậc nhất Việt Nam. Nếu chuyển ra trường công, chi phí rẻ hơn rất nhiều, nhưng thằng bé sẽ khó mà hòa nhập. Hiếu nhìn ánh mắt lo lắng của chị, dè dặt nói. Chị Hằng, hay là kỳ tới, chị chuyển sang trường công cho em. Một tháng chỉ hết vài trăm tiền học phí thôi. Hằng nhìn em trai nói, vừa thương vừa mừng. Qua biến cố vừa rồi, cô lo cho mẹ một, nhưng lo cho em 10. Thằng bé sinh ra đã được bao bọc rất kỹ lưỡng. Giờ thấy em thế này thì mừng rồi. Em đã hiểu chuyện và người lớn hơn. Ít nhất, đây là tin tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Chị, vậy nhé chị. Em sẽ cố gắng ôn lại các môn khác. Nếu không hiểu, em sẽ hỏi bạn bè. Em sẽ thi lấy chứng chỉ IELTS để đi dạy gia sư. Chị đừng lo, em cũng 16 rồi. Em có thể đỡ đần chị và mẹ mà. Ngày hôm sau, Hằng đến trường em trai rút hồ sơ để xin chuyển về trường công đúng tuyến. Sau rồi lại qua mấy trung tâm việc làm để tìm việc. Khốn thay, chẳng trung tâm nào có việc cho một sinh viên năm ba như cô. Không bằng cấp, thiếu vốn sống. Chỉ có thể làm những công việc tay chân như phục vụ bàn. Khá hơn nữa là bán hàng thời trang. Nhỉnh hơn chút nữa là gia sư và trợ giảng. Hằng đứng tần ngần một lúc, rồi đi đến văn phòng luật sư bạn của bố. Chú ấy nói có chuyện quan trọng, hẹn gặp cô hôm nay. Chú Thu rót một cốc nước lọc đặt trước mặt Hằng. Cháu ngồi đi, mẹ và em thế nào? Có khó khăn gì thì nói với chú. Cháu cảm ơn, mẹ và em vẫn ổn. Mẹ con cháu đang ở tạm nhà của bạn, chắc là mai kia sẽ thuê một căn hộ nhỏ. Mẹ con cố gắng lên, rồi sẽ qua được giai đoạn khó khăn này. Chú gọi cháu đến đây để hỏi một chuyện, cháu phải nói thật với chú. Bố cháu có bao giờ đề cập đến quyền thừa kế tài sản với chị em cháu chưa? Chú Thu là chủ thân quen với gia đình cô, xử lý mọi chuyện hồ sơ giấy tờ công ty giúp bố. Vì vậy cũng coi như chú là người đáng tin cậy. Chú ấy nói vậy là có chuyện gì lớn sao? Cháu chưa bao giờ nghe nói. Cháu đi học bên Anh, một năm về được một lần, còn thằng Hiếu thì ở nội trú, nó cũng không hề biết chuyện gì đâu. Chú à, có chuyện gì sao à? Ông Thu nhìn gương mặt xanh xao gầy guộc của Hằng, chân mày hơi nhíu lại. Ông có nghi ngờ, nhưng vẫn không đủ chứng cứ để xác định điều gì. Song, một khi người đàn ông đã có người đàn bà khác bên ngoài, thì cũng không thiếu khả năng không còn coi trọng vợ mình nữa. Trước khi bố cháu mất, khoảng nửa năm trước, ông ấy có nói với cháu sẽ lập di chúc sớm, mẹ con cháu 60% tài sản, còn người đàn bà kia được 40%. Hằng thấy chua xót trong lòng. Mẹ con cô là danh chính ngôn thuận, mẹ đã hy sinh cả một đời cho bố. Người kia chỉ là phòng nhì bên ngoài, một cái danh xưng cũng không có, vậy mà bố lại sẵn sàng chia phân nửa tài sản. Nhưng bản di chúc mới nhất chú nhận được thì mẹ con cháu chỉ được hưởng bất động sản tại Hà Nội, không đề cập gì đến 60% đó nữa. Không thể như vậy được, cháu không tin bố cháu lại có thể cạn tình như thế. Chú cũng không hiểu tại sao ông ấy không di chúc 60% cho mẹ con cháu như đã nói. Có một điều là trước khi cơ quan điều tra vào cuộc thì tài sản đã được chuyển giao cho người tình của ông ấy. Chú nghĩ đến một khả năng. Ông ấy không muốn mẹ con cháu bị liên lụy chuyện ông ấy tham ô thương mại. Chú
cháu phải đến công ty bố một chuyến. Cháu đến người ta cũng không cho vào đâu. Nói ra thì ác, nhưng chú vẫn hy vọng chuyện tài sản là bố cháu tàn nhẫn, chứ không phải là một âm mưu. Hằng không nói gì nữa, thẫn thờ ra khỏi gian phòng luật sư. Cô đi bộ dọc con phố, con đường rợp bóng cây phủ mát trên đầu, nhưng cả người bồn chồn và bức rất khó chịu. Tình nhân của bố không mất một đồng xu nào, trong khi toàn bộ tài sản mẹ con cô được thừa hưởng lại bị niêm phong để bồi thường vì bị can đã chết. Cô rảo bước nhanh đến công ty của bố. Nó nằm trên tầng 23 của một tòa nhà lớn. Đã mấy năm không bước vào công ty bố, tất cả mọi thứ vẫn vậy, từ cô lễ tân đến bác bảo vệ. Thế nhưng dường như không khí bây giờ đã khác. Những nhân viên nhỏ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, còn những người chức lớn hơn một chút thì nâng ánh mắt khinh bỉ nhìn con gái của cố tổng giám đốc. Hằng đi thẳng vào phòng bố, gõ cửa 3 tiếng rồi mở cửa ra. Cửa phòng bật mở không báo trước. Một người phụ nữ ngồi trên ghế tổng giám đốc. Bà ta mặc bộ đồ vest màu trắng, gương mặt được tô vẽ vô cùng tỉ mỉ. Bà ta nâng đôi mắt gắn mi giả dày cộm lên, nhìn Hằng nửa chế giễu, nửa thương hại. Hằng chưa gặp người đàn bà kia bao giờ, nhưng nhìn đến bản tên Tạ Diễm Kiều, nhận ra ngay đó là người tình của bố. Căm phẫn mấy ngày qua ủ trong lòng, giờ bộc phát không thể kiềm chế nữa. Xin chào tổng giám đốc mới, có vẻ bà rất thỏa mãn với chiếc ghế cứng cựa này nhỉ? Học hành đàng hoàng vào không biết phép lịch sự là gõ cửa sao? Cái ghế này đáng lẽ đã thuộc về tôi từ 20 năm về trước. Tôi cho mẹ con cô hưởng như vậy là quá đủ rồi. Bà bắt đầu xu hướng cũng nhanh đó. Tiểu tam mà đòi lên làm nhiếp chính ư? Đến một cây hương cho bố tôi còn không thắp, bà có quyền gì mà ngồi vào phòng ông ấy? Sắc mặt của bà Diễm chuyển sang đỏ rực như lá phong cuối mùa. Bà ta rất muốn đối đầu với con ranh mắt toét này, nhưng ở đây là công ty, bà ta mới chỉ lên chức được vài ngày, phải giữ thể diện với đám nhân viên cứu vỏ đen xăm soi. Bà Diễm cười cười. Tôi không đến là muốn giữ thể diện cho ông ấy đến lúc cuối đời. Cô nên về hỏi mẹ xem, tôi và bà ta ai là người giữ trái tim của ông Long, chứ đừng có phí thời gian đến đây dương oai. Tôi gọi bảo vệ lên gô cổ cô bây giờ. Hằng cười khẩy vào mặt bà Diễm. Cô phải kìm nén lắm mới không lao vào xé xác bà ta ra. Cả cái công ty này ai mà không biết, bố tôi chưa được đến bệnh viện, bà đã leo lên ghế kia mà ngồi, còn hóng hách. Muốn gọi ai thì gọi, tôi thách. Con mắt xảo quyệt của bà Diễm quét mắt khắp người Hằng. Nếu không có tôi thì cái công ty này đã bị nhà nước tịch thu tài sản điều tra rồi. Cô còn trơ mắt ếch ra để mà chửi ư? Hằng đã khó kiềm chế cảm xúc rồi. Cô cầm con tỳ hưu chặn giấy mà mình tặng bố lên, rồi mạnh tay gạt hết mọi thứ trên bàn. Đồ vật rớt xuống đất, dở loãng xoảng, nghe mà đinh tai nhức óc. Bà Diễm không ngờ con gái của nhân tình dám đến đây xất sự khiêu khích. Hằng đứng trước bàn làm việc, gương mặt lúc nãy mang dáng vẻ phẫn hận khiến bà ta co người lại. Hằng cúi người nhìn bà ta từ trên cao xuống. Giọng nói của cô rất nhẹ, nghe như gió thoảng bên tai, nhưng lại mang sức mạnh đánh thẳng vào đầu bà Diễm. Bà Diễm, đừng nghĩ nuốt cả miếng bánh to mà không mắc nghẹn. Tôi sẽ không để yên cho bà đâu. Còn ranh mất dạy, tao nể mày là con của ông Long, chứ không thì mày không có cửa vào đây đâu. Bảo vệ, lôi cổ nó ra ngoài. Bà Diễm hất cầm ra cửa ra lệnh. Hai bảo vệ lập tức chạy vào ghì cánh tay Hằng, khiến cô đau điếng. Cô dùng giấy không lại hai bảo vệ cao to. Bỏ ra, bà dám hả? Bà Diễm bây giờ có hai bảo vệ như được tiếp thêm sức mạnh. Mặt đỏ phừng phừng, bà ta ghé tai Hằng thả từng chữ. Nên nhớ, giờ mày đã thuộc tầng đáy của xã hội, đừng nghĩ mình vẫn mạnh như xưa. Cút! Hằng bị lôi ra khỏi gian phòng tổng giám đốc. Tay cô vẫn nắm chặt tỳ hưu ngọc. Những ánh mắt của nhân viên dõi theo cô sợ sệt. Họ vừa chứng kiến một màn phá phách của con gái cố tổng giám đốc. Cô ta dữ dằn đến nỗi giám đốc mới lên chức không dám ho he gì. Vậy mà từ xưa đến nay, cố tổng giám đốc luôn nhắc đến con gái như một tiểu thư vàng ngọc cao quý nhẹ nhàng. Thật là thương cho tổng giám đốc mới.
Người đàn bà quỷ quyệt đứng đằng sau nheo mắt cười nửa miệng, nhìn theo bóng lưng gầy mảnh vừa bị lôi ra khỏi phòng. Bà ta bóp nát tờ giấy trong tay, lẩm bẩm: "Còn mất dạy, ngựa non hấu đá." Nếu như không có ai ở đây thì bà ta đã bóp chết rồi. Đồng Vi Hằng, nó là một mối nguy hiểm, phải nghĩ cách tống nó đi càng nhanh càng tốt. Nó là loại có học thức, không thể để nó ở Hà Nội này. Bảo vệ lôi Hằng ra ngoài, thả phịch cô dưới vỉa hè. Cô bỗng hiểu ra vì sao chú Thu một mực ngăn cô đến đây. Cô đi du học 2 năm, nhà xảy ra bao nhiêu chuyện, mọi người đều biết, còn cô thì không. Mẹ cô yêu bố như vậy, nhưng bố cũng không hề đáp lại. Còn tìm nhân tình bên ngoài, nuôi dưỡng cho bà ta bao nhiêu năm trời, còn có một đứa con riêng nhỏ hơn thằng Hiếu 2 tuổi. Mẹ cô đã chịu đựng nỗi đau tinh thần này đã bao lâu rồi? Tình yêu trên đời này là cái gì vậy? Có một mối tình nào thật sự chân thành không vụ lợi không? Cô cũng có một mối tình gần 2 năm khá lãng mạn. Anh là con của một người bạn làm ăn với bố, cũng được gọi là mối tình liên hôn. Nhưng từ ngày ba mất, họ gặp nhau có 3 lần. Lễ tang của bố xong xuôi, anh lại dội vàng đi ra công trình. Anh nói bận làm dự án, thành ra hai người chỉ liên lạc qua điện thoại thôi. Cô cảm nhận được có chút gì đó xa lạ xen giữa họ, nhưng cố xua đi ý nghĩ ấy. Tự trấn an mình quá nhạy cảm, nhỡ anh bận rộn thật thì sao? Hằng thèm cảm giác được dựa dẫm, được chia sẻ bớt gánh nặng với mình lúc này. Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh, không nghe máy. Cô không gọi nữa, giờ này có khả năng Tuấn Anh chưa đi làm về. Cô đến thẳng căn hộ của anh. Đã lâu không đến, cô mở tủ giày lấy dép đi trong nhà. Đập vào mắt là đôi giày nữ màu trắng khiến cô giật mình. Lục lọi trong đầu cũng không thể nào nhớ được mình đã từng để đôi giày nào thế này ở đây chưa. Chân Hằng đã run rẩy, cô thầm mong điều mình nghĩ trong đầu không phải là thật. Cô nhẹ nhàng thả dép, đi chân trần trên nền gỗ. Bước chân càng gần đến phòng ngủ càng run hơn. Đến gần cửa, cô dừng lại, trái tim rơi loãng xoảng khi nghe những âm thanh đáng xấu hổ trong phòng truyền ra. Uất nghẹn và căm hận biến thành nước mắt rơi xuống. Cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc. Kẻ bội bạc đang say nồng chăn chiếu, không hề biết con người đứng ở cửa. Người đó, người cô yêu trong gần 2 năm trời, đang cùng một cô gái khác quấn lấy nhau trên giường. Anh ta nói những ngày này anh ta bận rộn công trình mới nên không ở bên cạnh lúc cô buồn nhất. Anh ta nói thương cô đứt ruột đứt gan. Hóa ra công trường là thế này đây. Tuấn Anh, đồ khốn nạn, tại sao hả anh, sao có thể làm chuyện này hả? Hai con người kia giật mình vội thả nhau ra vớ lấy cái chăn che lại. Tuấn Anh lao đến phía Hằng. Hằng, em hiểu nhầm anh rồi, không phải vậy đâu. Trai trên gái dưới, anh bảo tôi hiểu nhầm cái gì? Đây là cái mà anh gọi là bận công việc sao? Tuấn Anh chưa kịp nói gì thì cô ả đằng sau xen vào. Có còn cái gì đâu mà khóc với sầu. Cô xem giờ cô có còn xứng với anh Tuấn Anh không? Thân là con gái tội phạm thương mại, nhà không có mà ở còn đòi trèo cao. Phải biết thân biết phận chứ. Tuấn Anh nhìn đi chỗ khác không đáp lời. Hằng nhìn biểu hiện của anh ta, chợt thay cõi lòng đắng chát. Hai người vẫn đều đặn nói yêu nhau hàng ngày. Đó là mối tình đầu của cô đó. Anh ta có thể đóng kịch tài tình đến vậy ư? Cuộc đời này còn dối trá nào bằng nữa không? Thằng đàn ông mất dạy, trong lúc nỗi đau của cô đang đứt toạc, anh ta lại sát muối vào bằng ánh mắt đó. Nỗi đau tràn lên miệng, lên khóe mắt, nhưng sự kinh tởm và căm hận dâng lên gấp bội. Hằng đột nhiên ngừng khóc. Cô đưa tay quệt mạnh nước mắt trên má, rồi cô cười ha ha như điên dại. Hóa ra anh chịu đựng ở cạnh tôi bao nhiêu tháng ngày vì tôi là miếng mồi ngon, có khác nào con chó vì khúc xương không? Tuấn Anh nghe Hằng chửi mình là con chó, mắt đỏ rực, long lên sòng sọc. Cô nói cái gì? Trước đây tôi với cô cũng chỉ là mối quan hệ thương mại, yêu đương cái gì chứ? Cô tưởng cô ngon lành à?
quan hệ hai bên cùng có lợi cả thôi. Hàn thực sự tỉnh ngộ, đến nước này thì chẳng còn tình nghĩa gì nữa. Cô mở to ánh mắt đỏ rực nhìn Tuấn Anh gằn giọng. Chú Tuấn Anh, tình cảm hai năm qua tôi bố thí cho anh đó. Cô đạp mạnh cánh cửa phòng mở toang, rồi bình tĩnh đi thẳng ra khỏi căn hộ bẩn thỉu đó. Tuấn Anh dội ánh mắt nửa tội nghiệp, nửa tiếc nuối nhìn theo. Thật ra hai năm qua, hắn cũng đã từng say đắm vẻ đẹp của tiểu thư vàng ngọc. Cô gái kia thật sự ngây thơ khi tin vào tình yêu là thật, tin những lời đường mật và tương lai hạnh phúc mà hắn vẽ ra. Nhưng đồng tiền lại là lực hấp dẫn quá lớn, đè bẹp cả tình yêu. Và đương nhiên, anh ta chọn hương vị của những đồng tiền. Quan điểm sống của anh ta là sự nghiệp, con gái thì kiếm ở đâu mà chẳng được. Hàng quay đầu đi như chạy ra khỏi tòa nhà đó. Sự kiên cường ban nãy sụp đổ hoàn toàn khi không còn đối mặt anh ta nữa. Hai năm yêu nhau đương đẹp như mộng, bỗng trông tan như bong bóng xà phòng. Mùa đông Hà Nội thật sự rất lạnh. Cô đi dưới những hàng cây mà tán lá không đủ dày để che chắn. Cơn mưa rơi xuống táp vào mặt cô như những cây kim xuyên vào da thịt rát buốt. Mặc kệ, cô vẫn chạy. Cô muốn rời khỏi nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt. Dù ngoài kia có cơn gió bão bùng thì nó cũng không thể làm tổn thương cô bằng cái cảnh mà cô vừa nhìn thấy trong căn phòng kia. Bước chân của một người sống ở mảnh đất Hà Thành hai mấy năm nặng hơn ngày thường. Hằng cảm thấy sợ, sợ bầu trời tối sầm kia sập xuống lúc nào không hay. Trong một căn hộ khác, người đàn ông ngồi thừa người suy nghĩ. Cô gái mang một vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết dựa vào người anh, cất giọng nũng nịu. Anh, em ngán lắm, làm sao bây giờ? Em sợ không đủ dinh dưỡng cho con, ăn vào lại nôn hết ra ngoài à? Em mang thai lại xấu xí thế này. Anh đã báo cắt hết lịch diễn của em rồi. Việc của em bây giờ chỉ cần dưỡng thai thôi. Cái chuyện khác anh lo được. Em có khác gì hồi con gái đâu. Bụng vẫn bé như thường, trông không giống mang thai chút nào. Anh vẫn yêu em, được chưa? Nghe vậy, Kiều Anh mới an tâm nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang bụng, rồi đưa tay xoa xoa. Ánh mắt lóe sáng hạnh phúc rạng ngời. Tường đến bên cửa sổ, cầm tách cà phê nhấp một ngụm. Ngoài trời đang mưa như trút nước, ánh mắt anh vô tình nhìn xuống vỉa hè. Có một cô gái trông còn rất trẻ, đi thất thần như siêu vẹo dưới mưa. Cái dáng cao gầy bọc bằng một chiếc áo phao màu đen dài quá gối, mái tóc dài phủ đầy nước mưa, ướt nhẹp. Anh nhíu mày, chắc lại là mấy cô bé cấp 3 bị người yêu bỏ đây mà. Bọn trẻ bây giờ yêu sớm lắm, chứ không như mình ngày trước. Đến lúc sự nghiệp vững vàng mới dám bước vào một cuộc yêu. Anh quay vào phòng, thấy người yêu đã nằm ngủ say trên gối, mới an tâm làm việc tiếp. Người ta nói mấy tháng đầu phụ nữ mang thai rất khó chịu, cho nên gần đây tâm trạng của anh thất thường cũng là điều dễ hiểu thôi. Dù sao cô ấy cũng là vợ tương lai của anh, lại mang thai cháu nội của dòng họ Thạch, cưng chiều một chút cũng đáng mà. Gần đây, các vụ kiện tụn thương mại khá nhiều. Chú Thu đang nhờ anh can thiệp vào một vụ bị can đã mất. Nhưng trong năm nay, anh đã gần kín lịch rồi. Anh phải ghé qua gian phòng làm việc gặp chú Thu để xem xét vụ kiện một chút. Nghe nói chỗ này rất thân thiết với chú ấy. Những luật sư trong thành phố không ai chịu can thiệp vì họ không có đủ tiền trả phí và bên bị đơn thế lực rất mạnh. Tự dưng anh lại thấy vụ kiện khó khăn này vô cùng hấp dẫn. Tính anh là vậy, càng khó lại càng muốn thử. Vậy mới khẳng định được tên tuổi của luật sư Thạch Vĩnh Tường ở đất Bắc chứ. Chu Thu là một người đàn ông đã lớn tuổi, tóc ngả màu hoa râm, chẳng hề giống luật sư, mà như một thầy giáo hiền đang chăm chú đọc hồ sơ không ngẩng đầu lên. Có vẻ chú tâm huyết vụ này. Cháu đến lúc nào làm chú giật mình. Cháu vừa đến thôi, thấy chú tập trung quá, không nỡ làm đứt mà suy nghĩ. Ông Thu cởi kính đặt sang một bên, rồi đẩy tập hồ sơ đến trước mặt anh.
cháu xem qua hồ sơ của Nguyên Đơn đi. Nguyên Đơn là vợ con của bị can đã chết. Cháu đã xem qua vụ này trên các tạp chí tài chính. Bị can dính phải tội tham ô lạm quyền. Vì vậy nếu lật lại vụ kiện để vợ con ông ấy đòi tiền thì e là khó. Thậm chí còn có nguy cơ tài sản bị tái tịch thu vào công quỹ. Với lại chữ ký chuyển giao tài sản đã được giám định đúng là của ông ấy. Chúng ta có bằng chứng nào nữa đâu. Chú biết như vậy, nhưng mẹ con bà ấy giờ đã không còn gì trong tay. Nếu như để người tình ông ấy hưởng trọn tài sản thì tội họ quá. Từ khi nào chú lại phá vỡ quy tắc ngành luật sư vậy? Chúng ta làm việc dựa vào chứng cứ, không phải là cảm xúc. Dù khách hàng có tình đến mấy mà không có lý thì cũng chịu bó tay thôi. Chủ tình cháu có thể dùng tài năng để xoay chuyển tình thế được. Luật cứng nhắc, nhưng đôi khi chúng ta cũng nên nhìn vào hoàn cảnh thực tế mà phát triển chứng cứ chứ. Tường thở dài. Chú Thu có nghiệp vụ rất giỏi, tuy nhiên ông lại quá mềm lòng, thành ra những vụ án khó ông lại không xử được. Đó cũng là nhược điểm khiến ông không thể nổi danh trong giới luật sư. Luật sư giỏi là phải có một cái đầu lạnh, thậm chí trái tim cũng phải lạnh thì mới đứng vững trên tòa. Tường suy nghĩ rất lâu. Hồ sơ của vụ này không một kẽ hở nào có lợi cho bên Nguyên Đơn. Nhân tình của bị can là người thế nào mà ông ấy lại yêu thương đến mức chuyển trọn tài sản cho bà ta trước khi bị còng tay vào số 8? Anh có nên nhận vụ kiện khó nhằn này hay không? Tường ngồi trong bàn, nghiền ngẫm hồ sơ của Nguyên Đơn đặt trước mặt. Vợ bị can ở nhà nội trợ chăm sóc gia đình, không nghề nghiệp gì. Con gái du học ở Anh, con trai học trường quốc tế. Xã hội này không thiếu những gia đình có vỏ bọc hoàn hảo, nhất là những đại gia. Một gia đình êm ấm hòa thuận không điều tiếng sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Vì thế, hôn nhân sắp đặt trong giới này không phải là hiếm. Ông Long và bà Hiền là một trường hợp như vậy. Có lẽ vì thế mà ông ấy bao nuôi nhân tình bao nhiêu năm nay lại có con với bà ta mà không có điều tiếng gì. Chỉ đến khi chết thì vợ bé mới bất thình lình xuất hiện. Chữ ký đã được giám định là chữ ký của ông Long. Chỉ có một nghi vấn duy nhất là bản chụp tin nhắn của ông ấy hàng ngày với con gái của người vợ hợp pháp rất cưng chiều và thương yêu cô bé. Có lẽ nào khi ông ấy đặt bút ký nhận quyền tài sản, cô bé không hề xuất hiện trong đầu ông ấy sao? Anh nhắn tin cho chú Thu sắp xếp một cuộc gặp với con gái ông Long, chuẩn bị khoác áo vào thì Lễ Tân báo bố anh qua văn phòng muốn gặp. Ông Phúc bước vào nhìn phòng làm việc của con trai, sạch như lau như ly, gọn gàng hơn cả thư viện. Bố qua xem văn phòng mới của con thế nào, nom có vẻ làm ăn phát đạt đó. Dân bố, chắc chắn thành công thì con mới làm. Tường hờ hững nói. Hay là con về nhà sống đi. Con không thích. Ông Phúc đặt nhẹ cuốn tạp chí lên bàn. Tường liếc qua là bài báo mới nhất của Kiều Oanh. Bố định nói gì về nghề nghiệp của cô ấy thì thôi đi. Bố không cần phải nói đâu. Vợ con chọn. Bố không cổ hủ đến mức can thiệp vào hôn nhân của con. Nhưng con về nói với nó, bố đồng ý cho nó bước chân vào nhà, không cần phải làm theo cách này. Bố muốn không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bố nữa thì con bố với báo giới tôi không phải là con đi. Mẹ tôi phải sang nước ngoài sống rồi, ông còn chưa vừa lòng hả? Con hiểu nhầm bố rồi. Bố... Được rồi, tôi có việc gấp phải đi, bố về đi. Tường cầm áo khoác và hồ sơ đi nhanh ra ngoài, để lại ông Phúc nhìn theo, thở dài thường thượt. Ông và vợ sống không hạnh phúc và ly hôn cách đây đã 15 năm. Cả hai vợ chồng đều rất bình thường sau ly hôn, nhưng con trai lại không hiểu được hôn nhân có những cái không đơn thuần là hết yêu mới chia tay. Xe tăng tốc trên đường, mỗi lần nghĩ đến chuyện của bố mẹ là Tường lại thấy buồn bã và mất mát. Bố mẹ anh sống với nhau được hai mặt con, chị gái và anh. Lúc anh học trung học thì bố mẹ quyết định chia tay. Trong cái độ tuổi bồng bột ngây dại, bố mẹ chia tay là cú đánh mạnh vào tâm hồn của một đứa trẻ. Mẹ quyết định sang nước ngoài sống. Sau này, khi nghe trộn được cuộc nói chuyện giữa bố và ông nội, anh mới hay.
bố làm theo lời ông chia tay mẹ để rước cháu nội bên ngoài vào, thì cảm tình với gia đình bên nội bay sạch, không còn gì. Thi vào đại học, anh nhất quyết không chọn trường kinh tế, mà chọn trường luật. Anh không muốn làm theo gia đình nội bất cứ điều gì nữa. Tường đi vào quán bar, chọn một chai rượu mạnh, đưa lên cổ tu ừng ực. Những cô nàng nóng bỏng xung quanh đều bị anh nổi giận quát tháo, không ai dám tới gần. Tú, chủ quán bar, lắc đầu đi tới, lười biếng ngồi xuống ngáp dài. Ra Hà Nội định rủ nhậu nhẹn một bữa, mà nhìn cái cảnh này ngán thấy mẹ luôn à. Có chuyện gì? À, không. Ồ, luật sư Thạch lừng lẫy hôm nay làm sao vậy ta? Con hàng nổi tiếng ngực tấn công mong phòng thủ của ông đâu rồi? Để tôi yên, nổi lắm điếc tài. Ơ, tôi đang hỏi thăm mà. Hay là mình làm để tiểu hổ giải xuôi đi. Vợ tôi vừa đi vắng, tranh thủ. Ông đi mà húp, để tôi yên một chút. Tường uống chén uống chê mới nhìn đến điện thoại. Mấy chục cuộc gọi nhỡ của quản lý Oanh. Anh hơi chán nản. Hôm nay tin tức lên báo, Oanh tiết lộ bố của anh là ông trùm bất động sản Hà Nội. Tiếng tăm của cô sẽ lên một chút, nhưng hẳn là việc kinh doanh của bố sẽ bị cánh báo giới xăm soi nhiều. Mà làm bất động sản đâu có ngay thẳng được. Alo, có việc gì? Người bên kia nói gì đó khiến anh làm rơi điện thoại xuống bàn. Rồi anh lao ra khỏi quán bar, phóng như bay đến bệnh viện quốc tế. Sao có thể... Sáng nay Kiều Oanh gọi điện thoại cho anh, mẹ con vẫn ổn cơ mà. Anh vào phòng bệnh VIP, thấy Oanh nằm trên giường, gương mặt xanh xao, nước mắt giàn giụa. Kiều Oanh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đầy mùi rượu của Tường, càng tủi thân hơn. Cô dùi mặt vào gối, nức nở. Tường ôm ngang người Kiều Oanh, nhưng cô dùng dậy thoát ra, rồi nấc lên thành tiếng. Quản lý của Oanh đứng bên cạnh thở dài. Nó siêu âm, muốn khoe với anh, nhưng gọi điện cho anh mấy chục cuộc gọi không được. Nghĩ anh gặp chuyện nên chạy đi tìm. Ai ngờ, bị xe đụng phải. Đứa bé không còn nữa. Anh làm cái gì mà người yêu gọi không nghe máy hả? Làm thằng đàn ông thiếu trách nhiệm như vậy sao? Yêu đương mà đi tối ngày, tuần gặp nhau có mấy lần. Giờ còn say sưa thế này. Anh thấy con Oanh nó yêu anh sướng chưa? Sướng cái thân nó chưa? Anh thẫn thờ. Cô ấy đi tìm anh sao? Anh ôm Oanh trong lòng. Tiếng khóc nấc của cô cào xé tâm can anh, thấm vào ngực anh như hàng ngàn mũi kim đau nhói. Con của họ đã gần 16 tuần tuổi. Cô lẽ nào lại bỏ đi nhanh như vậy? Oanh à, lỗi tại anh, là anh vô tâm. Anh sai rồi, là do anh. Kiều Oanh nghe vậy, tiếng khóc càng to hơn, càng ai oán hơn. Một tay cô sờ lên bụng, một tay bấu chặt bờ vai anh, khóc đến khi không còn sức lực, thiếp đi trong lòng Tường. Giờ làm thủ thuật, con bé tỉnh lại mới chỉ 30 phút thôi. Tội nghiệp. Đời người phụ nữ chẳng có gì quý giá bằng đứa con. Anh vào gặp bác sĩ đi, ông ấy có chuyện muốn trao đổi với anh. Chị gọi cảnh sát chưa? Tống ngay cái đứa đụng cô ấy vào tù cho tôi. Tường gằn giọng. Đang giấu báo chí chuyện mang bầu, cho nên tôi không thể gọi cảnh sát được. Được rồi, chị lo cho cô ấy ở đây, để anh nghỉ tại bệnh viện vài ngày cho lại sức. Anh hôn lên trán người yêu, rồi đến phòng bác sĩ sản khoa. Cầm tờ kết quả trong tay, anh không biết tâm trạng của mình lúc này thế nào. Tử cung của anh quá mỏng, nên lần hổng thai này ảnh hưởng nặng đến khả năng làm mẹ của cô ấy. Anh sẽ không mang thai được nữa. Tường phải dựa vào tường mới đứng vững được. Ráng chiều chiếu từ ngoài trời vào hành lang bệnh viện sáng chói. Người đi qua đi lại tấp nập, nhưng anh cảm thấy vô cùng bất lực và tối tăm. Chỉ một lần anh uống rượu mất kiểm soát mà đã gây ra tai họa. Tường quay lại nhìn cánh cửa phòng đóng kín. Oanh chưa hề biết việc này, rồi cô ấy sẽ đối diện thế nào đây? Trong lúc đó, chú Thu và Hằng ngồi trong quán cà phê chợ.
chờ đến một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy người. Gương mặt hiền từ của chú Thu hằn lên sự căng thẳng và lo âu. Tay chú cầm điện thoại bấm số liên tục, mà bên kia không ai nghe máy. Hằng giấu tiếng thở dài nhìn chú Thu chờ đợi. Cô không biết nhiều về giới luật sư, nhưng nghe chú Thu nói người này rất giỏi, giỏi đồng nghĩa với việc phí sẽ rất cao. Bây giờ nhà cô không có nhiều tiền nữa, có phải vì vậy nên anh ta không đến không? Thằng cháu chú là người chuẩn chỉ có tiếng, không hiểu có việc gì gọi không nghe máy. À, không sao đâu chú ạ, mình chờ thêm một chút nữa. À, chú có việc cần làm cứ về đi, cháu chờ một mình cũng được mà. Chú Thu dặn dò Hằng vài thứ rồi đi về. Cô ngồi ở quán cà phê đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa. Những tia nắng soi qua cửa kính vào cốc cà phê đã cạn ráo. Không chờ được nữa, cô đứng dậy ra về. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ người kia. Hy vọng đã tắt. Có lẽ cô thất bại rồi. Vài ngày sau, chú Thu điện báo luật sư bên kia không thể nhận vụ kiện vì không sắp xếp được công việc. Hằng thả điện thoại trên gối. Ánh dương bên ngoài dường như đã tắt theo ô cửa loang lổ những vết mối mọt của nhà trọ. Những ngày sau đó, Hằng vật lộn với cuộc sống chuyển đổi từ một tiểu thư đến trụ cột của gia đình. Ba mẹ con sống trong cảnh thiếu thốn và chật chội của căn trọ nhỏ. Những đau buồn vơi dần đi khi cơm áo gạo tiền luôn ở trước mặt, chẳng còn thời gian mà suy nghĩ nữa. Cô xin làm lễ tân khách sạn theo ca, đi dạy gia sư, đi giao hàng. Bà Hiền ở nhà nhận phong bì về dán, cơm nước cho hai con. Cả nhà tập trung làm lụng, nhưng cũng chỉ đủ ăn, đủ trả tiền thuê nhà, thậm chí học hành cho thằng Hiếu cũng không đủ. Nhiều lúc, cô thật sự bất lực và kiệt sức, nhưng nghĩ đến mình phải có sức mạnh để lấy lại công ty của bố, lại cố gắng gượng dậy. Em trai cô còn con đường tương lai phía trước, không thể để cái nghèo cản trở con đường ước mơ của nó. Hằng đi dạy gia sư về, vừa vào chưa đến cửa nhà trọ, đã thấy đôi giày sáng loáng và mùi nước hoa bay thẳng theo chiều gió táp vào mặt mình. Cô nhíu mày suy nghĩ, nhà mình hôm nay lại có khách sao? Đã lâu chẳng có người quen nào quần là áo lược đến thăm mẹ con cô. Bước đến gần, nghe giọng nói lanh lảnh in hằn trong tâm trí dội ra ngoài. Máu trong người cô lại sôi sục lên, lại là người đàn bà đó. Bà giác mặt đến đây làm gì? Ra khỏi nhà tôi! Bà Diễm liếc xéo một cái ra cửa, khinh khỉnh nhếch miệng. Dù sao, đây cũng là chồng tôi. Đến thắp một cây hương. Mai 49 ngày rồi, tôi không muốn anh ấy cô đơn lạnh lẽo. Câm cái mồm thối của bà lại, cút ngay ra ngoài. Muốn thắp thì ra mộ, nhà tôi không đón tiếp loại người như bà. Anh ấy nói con gái được dạy bảo đàng hoàng lắm. Hóa ra là đàng hoàng thế này đây. Bà ta nhấn mạnh chữ đàng hoàng, khiến Hằng không thể chịu được nữa. Cô đi lại cầm túi xách hàng hiệu của bà ta, ném mạnh ra ngoài cửa. Bao nhiêu đồ đạc son phấn điện thoại văng tung tóe ra sàn. Bà có cút ngay không, hay để tôi phải ra đồn? Con rành mất dạy, mày không đủ tiền đền cho tao đâu. Hằng giơ cái chổi sể dựng bên tường, làm động tác chuẩn bị ném vào, thì bà ta mới chịu lôi ra cửa giơ lấy túi, vừa đi vừa chửi đổng. Hằng cũng không vừa, cô lia cái chổi theo, bụi bay tứ phía theo người đàn bà, tưởng chừng như quý phái. Mẹ cô thở dài, dọn dẹp đống đồ tủng mủng trên sàn nhà. Bà ta nói muốn đưa bát hương của bố con về thờ cho đàng hoàng. Bà ta nói sẽ dành quyền hương khói cho bằng được. Dẫu sao, bà ta và ông ấy cũng có một đứa con trai. Hôm sau, bà ta bước chân đến đây, mẹ gọi con về ngay. Mẹ con mình danh chính ngôn thuận là vợ con hợp pháp của bố. Con thách bà ta dám đấy. Hằng liếc lên bàn thờ bố. Người đã mất, nhưng cô không thể không oán trách. Bố sinh thời thế nào lại có thể qua lại với một người đàn bà quỷ quyệt như thế? Không biết bà ta định giở trò nhân ngã gì. Lúc bố còn sống thì không dám xuất hiện ngoài ánh sáng. Bây giờ bố mất lại đòi lập tự là sao?
Không có ngày nào là Kiều không khóc. Tường dỗ dành thế nào, cô cũng không ngừng. Nước mắt của phụ nữ có thể là vũ khí, nhưng nếu như quá nhiều thì nó lại phản tác dụng. Đối diện với những cơn mưa nước mắt của Kiều Oanh, anh lại càng cảm thấy mình bị dằn vặt, mang thêm chút bực bội bế tắc, trở thành cấu gắt. Có gì đâu mà khóc cả ngày thế này. Con không sinh lần này thì sinh lần khác, chứ em lo cái gì? Kiều Oanh trợn tròn, ánh mắt to long lanh ngấn nước tủi hờn. Chưa bao giờ Tường mắng cô như vậy. Tường, tại sao anh lại mắng em? Em có lỗi gì trong chuyện này? Anh nói sinh ư? Anh nói em sinh. Anh không thấy độc ác khi nói đến điều đó à? Em không sinh được con nữa, sự nghiệp lại dang dở. Anh nói em phải làm sao bây giờ? Em cũng chẳng muốn sinh đâu. Là tại ai? Hôm đó anh đi đâu? Anh đi với con nào mà không liên lạc được? Tường như tỉnh ngộ. Lỗi này là lỗi của anh. Có bù đắp cả cuộc đời cũng không thể nào hết tội. Vậy mà anh lại nổi giận với cô. Tại sao anh lại trở thành một con người cộc cằn thế này chứ? Kiều Anh à, anh xin lỗi. Hôm đó là anh cãi nhau với bố anh. Em thừa biết anh không bao giờ có tính đó. Anh chung thủy với em mà. Chỉ yêu mỗi một mình em thôi. Cả showbiz này ai cũng biết. Bỗng nhiên Kiều Anh ngừng khóc. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Tường. Anh yêu em thật sao? Rồi sau này em không sinh đẻ được, anh có còn yêu em nữa không? Em nói gì lạ vậy? Anh cần mấy đứa con nít làm gì? Nếu em muốn sinh thì mình sẽ làm IVF. Nhưng còn sự nghiệp của em không thể giải nghệ lúc này. Anh đưa em đi đông lạnh trứng, lúc nào em muốn sinh cũng được. Mắt Kiều Oanh sáng rực lên, dội vàng nắm cánh tay Tường. Anh à, hay là mình thuê người mang thai hộ đi. Bây giờ em đã sắp 30 tuổi rồi. Đông lạnh trứng trên 30 tuổi, tỷ lệ mang thai chỉ khoảng 13,2% thôi. Chi bằng bây giờ á, mình tìm một người khỏe mạnh thuê mang thai hộ, được không anh? Tường nhìn vào ánh mắt cầu khẩn của Kiều Oanh, không dám chăng mình có thể đồng ý với cô không? Nghĩ đến một người phụ nữ khác mang thai con của họ là anh đã không thể chịu được rồi. Kiều Oanh dựa vào lòng Tường, thủ thỉ. Tường à, anh nói anh thương em nhất mà. Anh thấy khoảng thời gian mang thai vừa qua, em vất vả thế nào không? Em ngán lên ngán xuống, sút mất mấy ký đó. Em còn cả con đường nghệ thuật phía trước. Nếu bỏ ra 10 tháng mang thai, rồi sinh con nữa, cũng phải 2 năm em mới quay lại hoạt động nghệ thuật. Rồi lúc đó dáng dấp không còn đẹp đẽ nữa, sẽ chẳng có ai nhớ đến Kiều Oanh. Em có biết luật Việt Nam cấm mang thai hộ không? Mang thai hộ ở Việt Nam chỉ được phép khi người mang thai cùng huyết thống với đường chồng hoặc vợ, mà em thì chỉ có một mình. Trời ơi, anh làm luật mà không biết tìm cách hợp pháp hóa quy định gì cả. Anh có 2 quốc tịch đúng không? Bây giờ mình sẽ không nhờ mang thai hộ trong nước nữa, mà ra nước ngoài. Có gì đâu mà sợ pháp luật. Không được, đó là con mình. Người ta mang thai ở tận nước ngoài, rồi người ta ôm con mình đi mất. Anh cứ lo, có ai điên khùng mà muốn nuôi con người khác không? Tường nhìn Kiều Oanh, cô ấy không muốn mang thai thật sao? Anh nghe mọi người nói mang thai là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ. Họ rất hạnh phúc cơ mà. Có lẽ cô ấy quá mỏi mệt và bị tâm lý mất con vừa rồi. Em để anh xem lại luật. Nước nào thuận tiện nhất thì mình sẽ qua đó. Em nghỉ ngơi đi. Quan trọng là sức khỏe của em. Con cái tính sau nhé. Kiều Oanh cười rất tươi, nũng nịu ôm chặt Tường không rời. Anh đã có vẻ xuôi tai với phương án này. Cô rất yêu anh, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của mình. Mấy tháng nay, cô đã phải tránh báo chí, hạn chế sự kiện để người hâm mộ không phát hiện ra mình mang thai. Nhìn bên ngoài, cô và anh là một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, nhưng thực chất thì khác một trời một vực. Cô không giàu bằng anh, xuất thân cũng không tốt như anh. Chính vì vậy mà cô luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình. Cô chỉ muốn trói buộc anh vào hôn nhân càng sớm càng tốt. Nhưng sự đời lại không trôi theo suy nghĩ của mình. Hằng đứng trước cổng nhà ông Hùng, kế toán trưởng của công ty bố. Kế toán trưởng là người biết rất rõ những bí mật nội bộ và hoạt động của công ty.
Cả tuần nay, ngày nào ăn cơm xong, Hằng cũng đến nhà ông ấy, đứng chờ trước cửa đến 12 giờ đêm. Ngày đầu tiên, ông Hùng còn ra nói chuyện phải quái với cô. Đến ngày thứ hai, thứ ba, ông ta không ra nữa. Cả gia đình ông ta vẫn sinh hoạt bình thường bên trong. Hằng đứng co ro dưới cổng, nhà kia đã tắt đèn đi ngủ. Cô nhìn điện thoại, giờ mới chỉ 10 giờ đêm, mà sao lại đi ngủ sớm như vậy? Cô định ra về, nhưng nghĩ thế nào lại nén lại. Mùa đông Hà Nội lạnh cắt da cắt thịt, lại còn mưa lất phất nữa. Hằng kéo chiếc mũ áo phao trùm lên đầu, nép vào bên tường tránh cơn mưa, mắt vẫn dõi vào trong căn nhà kia. Ông Hùng là người làm cho bố bao nhiêu năm, từ ngày cô còn rất nhỏ, cô phải moi bằng được tin tức từ ông ấy. Đứng đến khi hai chân mỏi rã rời, mặt tái đi, môi tím bầm vì lạnh, thì cô lê chân đi về. Nhưng có một luồng ánh sáng chói rọi thẳng vào mặt, làm cho Hằng bừng tỉnh lấy tay che mắt. Mở cửa bước ra khỏi xe là một thanh niên trẻ, trạc tuổi Hằng. Cậu ta tiến lại chỗ cô, ánh mắt sáng rực như thú thấy mồi. Cô em, sao lại đứng trước cổng nhà anh đây vậy? Anh là con nhà này hả? Không, con nhà này, con ngoài đường à. Không nhớ anh Hoàng sao, người đẹp vi Hằng. Hằng mừng rỡ, vậy là anh ta là con bác Hùng. Giờ cô mới nhớ ra đã gặp trong một vài chuyến du lịch của công ty bố. Hồi xưa, anh ta cũng loát choát thôi, giờ khác quá, cô không nhận ra được. Tôi đến gặp ba anh, nhưng... Cậu ấm kia nheo mắt lại, nhớ ra trong những cuộc nói chuyện gần đây của bố mẹ, có nhắc đến con gái bác Long ngày nào cũng chầu chực ở cổng. Bố anh không gặp thì anh gặp, em có chuyện gì cần báo gấp sao? Tôi muốn hỏi một chút chuyện công ty, nhờ anh vào gặp bố anh. Vào xe nói nha, ngoài này lạnh quá. Hàng Tần ngần một lúc rồi quyết định theo anh ta vào trong ô tô. Cậu ấm vào ô tô, bắt đầu buông ánh mắt cợt nhã. Nhìn con bé này cũng ngọt nước, từng là con nhà giàu lại ngoan ngoãn có tiếng, có người yêu rồi đó. Nhưng không sao, đàn nào cũng hơn bọn gái thường quẩy trên ba. Dạo này em gầy và xanh quá, gia đình có chuyện mệt mỏi lắm phải không em? Dân, tôi cũng bận. Tôi muốn gặp ba anh để hỏi chuyện sổ sách một chút. Anh có thể giúp tôi không? Hoàng chẳng biết sổ sách là cái mẹ gì. Nghe Hằng kể chuyện nhà cô một lúc cũng không lọt được vào tai. Nhưng nghĩ đến con Hằng bên cạnh, mắt lóe sáng, cậu ta bất ngờ nắm lấy tay Hằng. Cô vội giật mạnh ra. Anh làm cái gì thế hả? Tôi hét lên á, bố mẹ anh xuống bây giờ. Em cá tính đấy. Thôi được rồi, anh nói này, anh sẽ giúp em lấy sổ sách của công ty. Thật sao? Cảm ơn anh, rất cảm ơn anh. Hằng đã mừng phát khóc. Nhưng với một điều kiện. Hoàng cười giả tạo, mắt hiếp riệp nháy một cái đưa tình, rồi nhìn vào ngực của cô. Hằng chợt hiểu ra, cô nghiến răng, thằng cậu ấm mất dạy. Xin lỗi, tôi không phải là con đĩ mà phải đổi chét. Tùy em thôi, nhớ suy nghĩ kỹ, anh luôn ở đây chờ em, thương em. Hằng bực bội mở cửa xe đóng cái sầm, rồi cúi xuống chửi qua lớp kính. Đi ra Trần Duy Hưng mà kiếm đi, thằng bẩn bựa. Tao đích cần giờ cậy loại bố con nhà mày. Còn bố láo, còn cái chó gì mà cao giá, rồi vài bữa nữa không có gì tống vào mồm, lại phải mò đến tao thôi. Gió lạnh thổi phần phật, nhưng Hằng lại thấy lửa giận phần phần nóng bức. Cái xã hội này khinh thường chà đạp người nghèo đến thế này. Nhớ lại lời bố dạy thằng Hiếu hồi trước, muốn xã hội nhìn nhận thì phải trở thành kẻ mạnh, phải làm giàu. Giờ cô mới thấy đúng, không có tiền trong tay, người ta khinh trên mày trên mặt, người ta cũng chỉ xem mình như là một hạt cát mà thôi, có khi còn bị quạt bay xuống hố bùn lúc nào không hay. Bị đẩy vào bước đường cùng sẽ có rất nhiều cái bẫy. Chỉ qua một tháng nhà cô phá sản, bao nhiêu bạn bè giàu có đều biến mất, không còn dấu vết. Ngược lại, có bao nhiêu tú bà tú ông liên hệ tới tấp, đề nghị làm gái, bán dâm, rót rượu, làm thư ký. Hằng luôn phải nhắc nhở trong đầu mình, cô không được sa ngã, dù cần tiền đến mấy cũng không được sa ngã. Song cuộc sống của cô hiện giờ đang quá mệt mỏi,
cô không biết con đường tương lai trước mắt mình sẽ trải dài đến đâu. Hằng đi bộ dọc theo vỉa hè, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ làm sao để kiếm được nhiều tiền. Cô đang vắt óc suy nghĩ khoảng thời gian buổi tối làm gì cho ra tiền thì thấy một người đang phát tờ rơi. Cô rảo bước qua vạch trắng thì người kia chạy theo dúi một tờ vào tay, nói thầm: "Tiền cả đó, dễ ợt, làm đi." Nghe đến chữ tiền, bộ não của Hằng chuyển động rất nhanh. Dòng chữ nơi tờ giấy đập vào mắt khiến cô đột ngột dừng bước. Không bán hàng online, không cọc, không tiền ảo, không phạm pháp, ra tiền tỷ. Liên hệ số điện thoại 039XXX. Làm gì có chuyện kiếm tiền trên đời này dễ như vậy? Tiền chộp còn khó, nói gì đến tiền tỷ. Chỉ khi còi xe bíp bíp in ỏi bên tai, Hằng mới giật mình rảo bước nhanh qua vạch trắng. Giờ này chắc mẹ đang trông. Mẹ Hiền vẫn cầm cuội dán phong bì. Thấy con gái đi về, đầu tóc đã ướt rượt, bà đi vào nhà lấy khăn khô lau tóc rồi sấy cho con. "Con đừng đến đó nữa, trời lạnh thế này rồi ốm mất con à. Nếu ông Hùng hở thông tin ra thì ông ấy cũng là người chịu chết. Kế toán trưởng của một công ty có khác não cơ quan đầu não đâu." "Nhưng con không thể cứ đứng nhìn được." "Con à, mẹ không muốn con vào vòng tranh đấu quyền lực. Mai kia mẹ sẽ xem ai thuê giúp việc hoặc lao công cũng được, 5 triệu một tháng. Con có ngại mẹ làm ô sin không?" "Con không nghĩ ngợi gì cả. Nghề nào cũng là nghề, làm ăn lương thiện không hổ thẹn lương tâm là được. Nhưng giờ em đi học, con thì đi làm, cần người ở nhà cơm nước. Mẹ chỉ cần dán phong bì cho đỡ buồn là được. Con lo được mà mẹ." Bà Hiền thở dài, vuốt tóc con gái. "Từ một đứa tiểu thư không phải làm gì, giờ con bà phải chai mặt ngoài đường chạy ship thế này. Con người mẹ nào không xót." Mẹ và em đi ngủ, Hằng lại ngồi vào bàn, lôi bản báo cáo tài chính của công ty bố ra đọc. Trước đây, cô học không giỏi toán, bố mẹ phải thuê gia sư về dạy mãi mới đổ được vào trường kiến trúc. Mà cũng là nhờ môn vẽ nhân đôi điểm. Do vậy giờ đây, cô nhìn vào bản báo cáo tình hình kinh doanh từng quý này, cô không hiểu nổi. Với lại chú Thu có nói, báo cáo tài chính công khai là mọi con số đã được hợp thức hóa hoàn hảo, có bới lông cũng không tìm được vết. Hằng cảm thấy mình bất lực, cô chỉ có thể đi làm những công việc bình thường chạy 3 bữa ăn mà còn không xong, thì lấy đâu ra tiền đầu tư cổ phiếu. Tờ rơi lúc chiều bay lượn trong đầu cô, bay vào cả trong giấc mơ khi tiếng thở đều đều hạ xuống. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.